Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng cô giáo Haruna của KC học một số mẫu câu về cách hỏi đi đến nhà ga đối với nhân viên nhà ga. Ví dụ các bạn muốn đi đến Tokyo Eki, Tokyo Eki ni ikitai ndekiro mo, dono sen ni noreba ii desu ka? Đấy là những cái mẫu câu mà mình sẽ dùng khi mà hỏi nhân viên nhà ga. Thì tuy nhiên, đối với các bạn mà đã sống ở Nhật hoặc là dùng smartphone, smartphone thì cái việc kiểm tra cách đi tàu thì nó không có gì là khó cả. Nhưng đối với những cái bạn mà sang Nhật du lịch hoặc là điện thoại lại không có internet thì cái việc mà hỏi nhân viên nhà ga cách đi đến các ABC gì thì là đương nhiên. Thì mình lưu ý với các bạn là thứ nhất thì các bạn nên nhờ nhân viên nhà ga ghi ra giấy cho mình. Ví dụ như là Tokyo Eki, Yamanote Sen hoặc là Tozai Sen hoặc là đi đến đi bằng cái line gì đấy thì là nên ghi ra giấy cho mình thì mình cũng yên tâm hơn. Đấy là những lưu ý nhỏ nhỏ về kinh nghiệm của mình. Mời các bạn cùng cô giáo vào bài học chính của chúng ta. こんにちは。これから駅で迷ってしまったとき、乗り換えの仕方がわからないときなど、駅員さんへの質問の仕方をご紹介したいと思います。駅で迷ってしまったことがある方は、ぜひこのビデオを参考にして、今度迷ってしまったときにきちんと対処できるようにしておくといいと思います。ではまず、迷ってしまったときの駅員さんへの質問の仕方をご紹介します。すいません、北口まで行きたいのですが行き方を教えてもらってもいいですかというふうに聞いてみましょう。北口というのはあくまで例ですので、自分が行きたい場所をそこに当てはめて言ってみましょう。では次に駅で乗り換えをしたい時のご説明をします。例えば山手線に乗り換えたいとします。その時は駅員さんを見つけて、すみません、山手線に乗り換えたいのですがどのように行けばいいですかと聞いてみましょう。そうすれば行き方を説明してくれると思います。一度聞いてわからない時は、すみません、少し日本語が得意ではないのでゆっくり教えてくださいというふうに伝えれば大丈夫です。では最後に、この電車に乗れば目的地の駅まで行くことができるのかというのを確認したい時の質問の仕方をご紹介します。その場合は、すみません、〇〇駅に行きたいのですがこの電車で行くことはできますかと聞いてみましょう。そうすれば間違っていれば正しい行き方を教えてくれますし、合っていればそのままで大丈夫ですというふうに答えてくれると思います。駅では何かわからないことがあったときは基本的に駅員さんに聞くようにしましょう。普通の人よりも駅員さんの方が駅には詳しいので、行きたい場所に正確に行くことができます。また質問して答えてくれた場合にはありがとうございますと伝えることで、日本語での会話もスムーズになると思います。それでは今日のビデオでは、駅で迷ってしまった時、わからないことがあった時の駅員さんへの質問の仕方をご紹介しました。ありがとうございました。 Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học会話từ sơ cấp, trung cấp đến business 会話, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.